Cái về quản lý thì chắc để nữ chị. Tại em nhiều khi em tiêu hoang lắm. Em đi ngang có gì em thấy thích thích là hứng mua. Mua xong cái về là kêu ô sao mình. Tự nhiên mình mua đó là về làm gì? Là tiếc. Nhưng em đôi khi cũng vậy. Không xài tới. Tính của em đôi khi cũng thế. Rồi đó coi. Hai người lấy nhau đi có làm như tiền gửi tôi giữ gì cho. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Mời bạn nam. Mời bạn nữ giới thiệu về mình trước. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Thúy Thực. Năm nay em 26 tuổi, công việc hiện tại của em là điều dưỡng chuyên ngành phụ sản. Em quê ở Thanh Hóa và hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Trước tiên em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Trung Thông, 28 tuổi, đang công tác ở sư đoàn 302, Long Giao, Cần Thơ, Đồng Nai. Hai sao một gạch. Này là trung quý đúng không? Hay quá, anh Linh hay em quá. Em làm nhiệm vụ gì hả Thông? Dạ em thì bên quản lý kho. Kho đó có gì Thông? Kho đạn hả? Dạ không, kho về quân trang, quân nhu. À tức là quần áo. Dạ. Rồi gì nữa? Son nồi đó kìa. Vậy ủa, là bên... Thông quê ở đâu em? Dạ em thì gốc thì ngoài Ninh Bình chị. À. Còn nhà thì đang ở Vũng Tàu. À, giờ đi xuống Bình Dương nó cũng hơi mệt đó nha. Khoảng cách nó cũng gần. Gần không? Thì nó xa hơn khoảng 10-15 cây thì mình đi được. Trời, bộ đội mà có nhiêu đó mà lo cái gì, sức khỏe nhiều mà. Rồi bây giờ em gái mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Sở trường của em đó là ngủ nướng đó. Ngày nghỉ thì em ngủ nhiều đó. Em ngủ đến khi nào mà cảm thấy là người mình cảm thấy giống như kiểu là không còn năng lượng nữa thì bắt đầu mới dậy kiếm đồ ăn để ăn nữa. Trời ơi. Còn ưu điểm của em đó là tính tự lập cao. Cái loại sở trường đó hả? Dạ. Còn cái khuyết điểm của mình là gì? Em không biết sao mà em nấu ăn thì một mình em ăn thì được. Nhưng mà xong rồi nấu cho mọi người mang lên cho đồng nghiệp ăn thì hay bị chê. Em không biết là do không hợp khẩu vị hay là do em nấu dở nữa. Nhưng mà em ăn thì em thấy được. Em ăn được là được rồi. Không sao, kệ ai anh chê. Anh nghe cái sở trường với cái điểm, khuyết điểm của em là anh thấy ấn tượng rồi đó. Còn bạn trai? Là dễ gần lắm, vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Còn khuyết điểm của em ấy, thì chắc là trong cái giao tiếp, tức là giao tiếp với các bạn nữ thì nhiều khi là mình yếu về cái lĩnh vực đó. Tức là hơi nhát gái, gọi là nhát gái đó. Có thể. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì có hai mối. Hai mối rồi, ý là nhát rồi đó. Cái mối dài nhất là mấy năm? Dạ, hai mối bằng nhau. Hai mối bằng nhau? Là ba năm. Trời, hai mối ba năm tức là sáu năm yêu rồi đó. Tại sao chia tay? Chia tay mối nào ạ? Thì cộng lại hai cái để mình rút kinh nghiệm á. Thứ nhất là tư tưởng không hợp nhau. Mới đầu thì có thể chung, nhưng càng về sau ra thì mỗi người xác định cái tư tưởng khác. Nhưng mà tại sao 3 năm như vậy, tao không xác định tư tưởng từ ngay những năm đầu đi, mà để đến năm thứ 3 tao mới biết tư tưởng là khác nhau? Thì thế mới gọi anh, nó mới cắt lối vào đó. Thấy chưa, các bạn cứ yêu nhau mà không hiểu gì nhau cho nên cứ nhào vào yêu. Xong đến gần cuối chúng ta mới tìm ra, ô tụi mình không hợp. Có đôi khi mất một khoảng thời gian rất dài với nhau. Đó là những cái kinh nghiệm mà mình cần rút ra. Bạn gái, mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì mối tình chính thức là chỉ có một thôi ạ. Khoảng thời gian em đang đi học ấy, thì yêu được 3 năm. Chia tay thì cũng được khoảng 4-5 năm rồi. Tại sao 3 năm mà chia tay? Tại vì yêu cái lúc đó là đang còn trẻ quá, chưa có kế hoạch định cho tương lai gì hết. Bây giờ mình đã chín chắn hơn chưa? Dạ có lẽ là rồi. Có rút được ra những kinh nghiệm trong tình yêu chưa? Kinh nghiệm thì tại vì hồi đó yêu đang còn trẻ nên là chắc kinh nghiệm ít. Bây giờ nếu mà tìm một người yêu nữa thì mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Giống như kiểu là có thể làm điểm tựa cho mình được ấy ạ. Người đó chín chắn, biết suy nghĩ, biết quan tâm lo lắng cho gia đình, thông cảm cho cái công việc của em nữa. Em có hay trực đêm được gì không? Của em thì không có trực đêm ạ. Nhưng mà em làm thì mất tốn khá nhiều thời gian, buổi tối mới về được. Thứ bảy chủ nhật mình vẫn nghỉ chứ? Dạ không ạ, chỗ em làm thì thứ bảy chủ nhật không được nghỉ. Nghỉ một ngày bất kỳ trong tuần thôi. À, như là cũng có được nghỉ một ngày. Vâng. Điểm gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai nói nhiều, tự cao nhiều quá đấy. Tự tin về bản thân thái quá nên đâm ra là tự cao là em không có thích. Bạn trai thấy mình được bao nhiêu phần trăm của cô gái đưa ra? Em tự tin từ 70 đến 80%.
70-80 ha. Có tự tin thái quá không đó? À không đâu chị ơi, em hả? Chắc luôn chị. Bởi chắc. Vì là đồng chí bộ đội đây nói cũng đúng đó. Với kỷ luật quân đội rất là gọi là chắc đúng không? Rồi, vậy chứ bộ đội muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ, hình mẫu bạn gái em thì chỉ cần biết tức là cách ứng xử với nhau thôi. Trong cuộc sống này có những cái ví dụ như nó không được suôn sẻ thì mình cứ ứng xử ra ngoài đường với nhau như vậy, đừng có dạng nói to tiếng với nhau, có chuyện gì thì về nhà mình nói nhỏ nhẹ với nhau thôi, giao ban riêng. À, giao ban riêng thôi chứ đừng có la lối ôm sờm ngoài ha. Người ta bảo là cái nết nó chết cái đẹp chứ. Có không? Chứ mấy người đàn ông nhìn nó phải đẹp rồi nha. Đẹp thì ai chẳng muốn, nhưng mà mình phải coi cái tính nết hợp chứ. Nhiều khi đẹp cái tính không hợp mình thì không. À, chứ là quan trọng cái tính hơn ha. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn ha. Được rồi. Nếu được khi nào em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ với em thì khoảng 1 đến 2 năm nữa. Có yêu cầu gì nhà trai nữa không? Chị qua coi nè. Em không thích bạn trai mà hút thuốc, rượu chè cờ bạc. Rượu chè cờ bạc, nói chung là tứ đổ tường. Dạ vâng. Bạn trai có dính cái món nào không? Rượu chè cờ bạc, trai gái hút sách. Thì mỗi nước hút nữa thuốc thì em không hút rồi. Ừ, được. Còn cái khoản bia rượu thì do xã giao chắc cũng phải có. À, chuyện đó là quán triệt tư tưởng rồi, không có gì được phải lo hết. Nói chung dáng bây giờ có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Không, chỉ cần bạn nam cao trên 1m65 thôi, tức là nhìn một cái là mình có cảm tình ngay, cười tươi. Biết cái cảm tình của em là như thế nào? Tức là nhìn vui vẻ là được. Anh không cười để tươi móng tay. Không để móng tay. Ừ, móng tay móng chân là em bộ đội mà sao để móng tay được. Đừng lo về chuyện đó. Chào chị. Bàn tay kiểm tra. Đấy. Không có móng tay, sạch sẽ gọn gàng. Mặt nhìn vô có cảm tình, đừng nghiêm chỉnh. Cao 1m mấy? 1m65. 66. 1m66 dư một phân. Được luôn. Hợp lý. Hên, hên. Nếu được chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu được thì sang năm đi. Sang năm. Vâng. Cơ sở thì ở nhà cũng đã chuẩn bị một phần cho em rồi. Cơ sở gì? Về cái vật chất để mình đám cưới đó chị. Rồi. Em hình dung nãy giờ cổ là như thế nào? Chắc cũng xinh xắn và chiều cao chắc là tầm khoảng 1m55. Hai nữa là về cái cánh nói thì chắc là người có là tự lập. Cái gì cũng được á, chỉ có cái ngủ mà chừng nào hết sức mới dậy đi kiếm gì ăn thôi. Được không? Ngày nghỉ là bạn nói là nghỉ vô cái ngày không phải cuối tuần mà những ngày đó thì em không ở nhà nên chắc thoải mái. À. Tính toán quá ha, hay quá ha. Rồi, một chàng trai rất dễ thương. Để qua xem bên đàn gái thế nào nha. Bộ đội là yên tâm rồi. Ồ, chào em gái. Dạ. Dễ thương quá. Em có cảm tình với mấy anh bộ đội không? Sẽ có chứ. Tại vì vâng, bên bộ đội, bên quân nhân là mình nhìn thấy là cái cảm giác nó như là kiểu được an toàn ấy. Đúng rồi, rất là an toàn, vậy khỏe rồi. Vâng, mà không biết là có an toàn thật không thì em chỉ cần cảm giác vậy thôi. Chút xíu á, anh ở nhà một sếp nào để coi cái độ an toàn nó như thế nào á. Quan trọng là kiểm soát được con tim thôi. Hôm sau về nhà em sẽ cố gắng quản lý. Hôm nay phía nhà gái mình đi với ai nè? Hôm nay thì em đi với chú và thím. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả trong khán phòng. Nói chung là trong quân đội thì chắc là ok. Chú chấm là được 7 điểm. Chương trình đã tạo cho hai cái đứa cái duyên để gặp gỡ ở đây rồi. Còn cái phần số thì xíu nữa ra ngoài hai đứa thì từ từ tìm hiểu. Cho chú hỏi là bạn có thể uống được khoảng bao nhiêu chai bia? Về uống với chú á. Bia thì cháu uống khoảng 5 đến 4 năm. Tại vì chú uống cũng không nhiều, nhưng mà lỡ may mà sau này đến thăm chú thím chẳng hạn, hoặc chú thím đến chơi mà mình chú uống thì cũng không được. Uống nhiều quá thì cũng không tốt. Nên là biết chú chúc là tốt, nhưng cũng không nên quá. Vậy là cũng có điểm hợp với chú rồi đó. Em trai đi với ai? Ông. Dạ em đi với anh ruột em. Dạ xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em tên Thành, là anh trai của Thông. Thì ở nhà Thông là một người sống rất là có trách nhiệm với gia đình. Đặc biệt là Thông rất là thích chó với mèo nữa. Thấy là bạn nữ khá xinh xắn, dễ thương, nói chuyện thì rất là hợp ý với Thông. Hy vọng là hai đứa sẽ tiến tới hôn nhân trong thời gian sớm nhất. Có sếp ở Thông đây không Thông? Ôi, sếp nào của dạ, Thông à. Rồi cho anh gặp sếp Thông. Kính thưa anh Quyền Linh với chị Cát Tường, thấy là cơ bản thuận lợi.
Một là em là làm bên điều dưỡng, thì sau này có điều kiện thì xin về dưới chỗ cơ quan đồng chí Thông đóng quân ấy, xin vào bệnh viện huyện, hoặc là có thể có điều kiện thì xin vào trong quân đội làm bên ngành y tá, y sĩ thì cũng là tốt. Đấy, còn một cái điểm yếu của em nữa thì chắc đồng chí Thông cũng khắc phục được, đó là nấu ăn dở, vì đồng chí Thông là chuyên nghiệp về nấu ăn cho bộ đội. À, cuối cùng chúc hai em là sẽ nắm tay nhau, chia ngọt sẻ bùi và đi hết cái cuộc đời của mình. Xin hết. Hay quá sếp ạ. Cảm ơn thủ trưởng. Bây giờ kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau đi. Rồi. Kéo màn. Nói chuyện đi Thông. Có món quà tặng em. Em cảm ơn ạ. Trời ơi, đẹp quá. Trái tim mà làm bằng lựu đạn hả? Làm bằng đạn, viên đạn chứ không phải lựu đạn. Trái tim hình viên đạn. Đúng rồi. Anh chào em. Em ơi, em chào anh. Trước tiên thì qua nói chuyện thì anh thấy em cũng tương đối gọi là hợp với cái mẫu anh chọn. Cái phần nấu ăn dở là không có hợp luôn ạ. À không sao, cái phần đó thì có một cái thời gian anh dạy kèm thêm, hoặc là hoặc là anh trực tiếp anh làm. Vâng. Cái việc đó thì đơn giản thôi. Từ chỗ anh mà lên chỗ em thì chắc là cũng hơi xa đấy. Không, Bình Dương. Bình Dương chỗ nào em? Em ở chỗ Mỹ Phước. Khi mà đã thích với nhau thì xa mấy cũng đi được không? Em hy vọng là được. Chúng tôi đã có những cặp đôi là cách nhau cả ngàn cây số cũng đã lấy nhau rồi đấy. Thì các bạn yên tâm điều đó. Quan trọng là các bạn đủ yêu thương hay không, tình yêu có thăng hoa hay không thôi. Chúng ta có thể nói chút xíu về tương lai của hai người, nếu như đến với nhau ta sẽ như thế nào? Có thể một mình sẽ tạo là xin cho bạn nữ chuyển công tác vào với em, hoặc là em sẽ chuyển công tác vào trên đó. Công việc hiện tại thì em đang làm vậy thôi, chứ em cũng chưa có xác định là sẽ ở Bình Dương. Thì nói chung là cái đó là quen đi rồi em mới xác định là sẽ ở đâu. Nghĩa là anh ở đâu em cũng có thể đến ở chỗ anh được, đúng không? Đó, sau này hai người lấy nhau về sinh con đẻ cái sao, rồi kinh tế trong gia đình ai quản lý, tiền bạc ai quản lý, bàn với nhau luôn đi hai em. Cái về quản lý thì chắc để nữ chị, tại em nhiều khi em tiêu hoang lắm. Em đi ngang có gì em thấy thích là hứng mua xong cái về lại kêu ô sao mình tự nhiên mình mua đó là về làm gì, lại tiếc. Nhiều em đôi khi cũng vậy đấy, không xài tới. Tính của em đôi khi cũng thế. Rồi đó, coi hai người lấy nhau đi, có làm nhiêu tiền gửi tôi giữ giùm cho. Nhưng mà em nghĩ là nếu như khi mà có gia đình rồi thì mình sẽ cân nhắc cái chuyện đấy hơn. Anh và em thì trước khi đến đây là hai người là xa lạ. Nhưng mà sau chương trình này chúng ta biết nhau thì anh mong giữa anh và em sẽ cho nhau một cái cơ hội là tìm được một nửa người của mình. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Trái tim của em, trái tim mang hình viên đạn. Nắm tay nhau nào. Đẹp đôi đó nha. Đó, mọi người nói gì đó. Đã nghe hiệu lệnh từ phía dưới. Được không? Cảm giác sao không? Lần lần. Giống như nằm sau chai bia vậy đó. Rồi, đây là những cái vé xem phim của hệ thống Cùng Đạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox gửi tặng các bạn. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn là một chiếc điện thoại 4G có cài sẵn ứng dụng của Mocha. Khi cài đặt ứng dụng của Mocha, hai bạn có thể chat, gọi điện và đặc biệt là nghe nhạc và xem phim cùng nhau. Rất là thú vị, hai bạn nhớ liên lạc với nhau nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Tiện luôn. Còn bên đây mấy mối tình? Vài mối tình. Vài mối hả? Thì dạ. Nhỏ hình lý tưởng thôi, đến chú Quỳnh Linh. Anh nói đi, anh sẽ lo cho em học thiết kế. Anh sẽ lo cho em học thiết kế và lo những gì khác. Đó. Nữa. Xin mời nhà gái. Chào con Hồng Vân. Đây. Rồi, mời anh trai ngồi.
Trinh giới thiệu về mình đi. Dạ, trước tiên con xin chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Con tên là Trần Thị Cát Phương, con năm nay 29 tuổi, nghề nghiệp là con đang làm thu ngân. Thu ngân, ở đâu? Dạ, con làm ở quận nhất ạ. Mà đợt dịch vừa rồi thì cửa hàng con đã đóng cửa nên bây giờ con đang tìm một nơi làm mới ạ. Rồi nhà mình ở Sài Gòn luôn hả? Dạ, con sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, con ở quận 8. Thế mà nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trần Hồ Tân Hồng, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Quê em ở Đồng Tháp và hiện tại đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh quận mấy? Dạ quận 7 ạ, đang có công trình quận 7 ạ. Rồi quận 7 qua quận 8 cũng gần ha. Rồi nhà gái cho tôi biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ ưu điểm của con là con sống tình cảm, con biết vẽ. Còn khuyết điểm của con hơi nhiều một chút là con hơi ít nói, với lại là con nấu ăn dở lắm, con hay quên nữa. Dạ. Còn bạn bên kia làm sao? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, không biết hút thuốc. Nhược điểm thì không biết nấu ăn. Rồi hai đứa này ăn cơm tiệm luôn. Nhắc gì ăn bị gói luôn. À, bạn đàn gái có mấy mối tình rồi? Dạ con trải qua hai mối tình rồi. Mối tình thứ nhất là năm 22 tuổi, được 2 năm. Rồi mối tình gần đây nhất là cũng 2 năm, con chia tay được mới 1 năm ạ. Còn nhưng mà lý do tại sao lại chia tay? Yêu xa cho nên là tình cảm cũng nhạt dần. Còn bên đây mấy mối tình? Vài mối tình. Vài mối hả? Dạ. Tỷ lệ bên đó là thua bên đây rồi đó nghe. Bên đây người ta có hai mối tình thôi. Chào chị em. Rồi bây giờ Cưng muốn cái người bạn gái của Cưng phải như thế nào? Dạ vui vẻ, hòa đồng, biết kính trên nhường dưới. Đừng nói biết nấu ăn nha. Tóc dài. Không cần biết nấu ăn đúng không? Chứ bên đây là người ta không biết nấu rồi đó. Quan trọng là tinh thần về học chị ơi. Dạ. Gia đình hai đứa lấy nhau thành gia đình mì tôm. Rồi cái điều mà em không thích ở bạn gái là gì? Bạn gái là đừng có xâm hành. Cái tình hình kinh tế bên nhà gái bên tôi hiện giờ là đang cực kỳ suy thoái. Là tại vì cái dịch vừa rồi cho nên bên nhà gái chúng tôi hiện giờ đang thất nghiệp. Bên nhà trai thấy sao? Có cu mang nổi hay không? Chắc cũng được chị, chắc cũng được chị. Được đúng không? Kỹ sư xây dựng mà gì? Gói thì bao la. Bao la đúng không? Dạ. Gói bao la. Bao la. Bánh bao vô tư. Cứ mì gói bánh bao hoài luôn. À, chào em gái. Dạ con chào chú Quyền Linh. Sao buồn vậy? Dạ con hơi hồi hộp. Hồi hộp cười tươi lên, trời ơi bà mối Hồng Vân đứng đây mà để cho cô gái buồn quá con. Bây giờ con thích người đàn ông của con mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ mẫu hình lý tưởng con là giống chú Quyền Linh. Này đẹp trai giống. Đẹp trai hơn. Đẹp trai hơn chú Quyền Linh. Linh được luôn không? Đẹp hơn chú Quyền Linh được không? Mặt dạ, được. Da đen hơn chú Quyền Linh. Không, da xem chú Quyền Linh ha. Nói chung là em cao nhiêu, em cao nhiêu vậy? Dạ 1m68 ạ. Bây giờ hôm nay con đi với ai nè? Dạ con đi với mẹ. Dạ chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào khán giả trường quay. Theo tôi nhận thấy thì cậu trai này dễ nhìn, thấy dễ mến. Cảm ơn. Cảm ơn bạn. Rồi nếu hai con có cho cơ hội thì tìm hiểu nhau. Bây giờ là em trai, ai đi với em giới thiệu cái coi. Dạ em đi với mẹ, bạn thân, mấy anh chị đồng nghiệp trong ty với hai em họ. Chào quý vị khán giả trong trường quay, còn chào bên đàn gái, chào cháu. Dạ con chào cô. Cháu gái bên này thì giòn cũng dễ thương, dễ mến. Nếu được thì hai con cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Bây giờ nè, đàn gà trai á, mình nói vài câu với đàn gái đi. Mình giao lưu một chút đi, hai bà xui tương lai. Hai bà xui đó. Đúng rồi. Chào cầm video đi chị. Rồi. À, nếu mà được thì hai cha mình làm xui ha chị. Dạ vui vẻ ha. Dạ. Cha em nay là 53 tuổi. Còn chị tôi năm nay 55 ạ. Dạ. À, dạ dạ xin chị nếu em nếu có cơ hội hai chị em mình làm xui. Dạ, hai chị em bước tới ôm giao lưu cái đi. Ừ đó. Trời ơi tình cảm biết đâu. À. Bây giờ mở rào thôi Vân. Ừ, đúng rồi. Mở rào. Mở rào. À. Anh có món quà muốn tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ. Anh mở cái hộp ra coi là gì chẳng. Hình trái tim được xếp bằng những tờ đồng 1.000 và 2.000 ạ. Đâu đưa coi coi. Dạ, ý nghĩa là sao cưng? Em muốn gửi những trái tim có cánh này gửi đến bạn gái nữa, gửi những lời yêu thương bạn gái. Dạ em cũng có món quà tặng lại anh. Gì dạ nói đi. Dạ món quà này là bức tranh, không phải bức tranh em vẽ đẹp nhất mà là bức tranh ý nghĩa nhất đối với em, là em vẽ cái bộ áo cưới mình đang ước ạ.
Em thích làm thiết kế hả hay sao? Dạ đúng rồi, ước mơ của con là làm thiết kế. Ok, cái này chắc bỏ nghề thu ngăn đi làm thiết kế. Không, được, mở cho khán giả coi coi đẹp không. Đó, cái mẫu áo cưới của cổ đó. Con vẽ đó hả? Dạ. Xuất sắc. Dạ, cảm ơn chú. Rồi. Không, để được vậy là xuất sắc đó. Đó. Cái này nếu mà con đo cô Vân con Mai khác kịp chú nha. Tại sao mình không đi học thiết kế đi? Dạ, tại vì con hồi đó con có học thiết kế nhưng mà tại vì điều kiện gia đình không cho phép nên con bỏ giữa chừng con đi làm à. Chắc là học phí cao hả? Dạ. Thiết kế thì một khóa thì khoảng bao nhiêu con? Gần 20 triệu. Bên nhà trai coi sao? Để nhà trai lo. Trời ơi, tưởng cái gì nó lớn lao. Bây giờ con có muốn đi học lại không? Ăn mì tôm để dành được. Được, em nói đi, anh sẽ lo cho em học thiết kế. Anh sẽ lo cho em học thiết kế và lo những chuyện khác đó. Nữa. Em dễ thương quá. Dạ, em rất ngoài tiên liệu luôn đúng không? Dễ thương dạ, ngoài rồi, tiên ngoài... Thấy bé mặt nó cứ buồn buồn á. Em cố gắng làm sao về em cho nó cười hoài đi. Chị thấy nó u ức cái gì trai mà rất mặt là nó tươi cứ buồn luôn hoài nha. Ừ. Con cười tươi lên nào, cười tươi lên rất là đẹp. Hiện tại em đang làm ở đâu ạ? À? Thất dạ, nghiệp, tại người ta thất nghiệp mà hỏi. Nỗi đau của ta. Thì thôi, thu ngăn này thôi về nhà thu tiền của anh cũng được. Nói giữ tiền của anh xong đi học thiết kế, dạ, đúng không? Đúng rồi. Trời, nói thấy thương hết sức luôn rồi. Nếu mà hẹn hò thì một tuần mình gặp nhau mấy lần à? Dạ, em nghĩ quận 7 với quận 8 nó gần, chắc là một tuần mình gặp mấy lần được ạ. Anh thì làm ở quận 7 thôi, nhưng mà hiện tại đang ở quận 9. Dạ. Chính với quận 8 cũng gần. Sát bên, 8, rồi, 9, 8, 9 cái bên, cũng 7, 8 cũng vậy. 9. Dạ, đúng rồi. Dạ. 7, 8 cũng vậy mà 8 vậy. Thì cuối tuần này chắc mình triển luôn đi. Ngoài thích vẽ, còn thích thiết kế, còn thích gì nữa không? Dạ, em thích ăn uống, thích du lịch, thích đi chơi với bạn. À, anh... Còn anh với bạn, đi chơi với anh. Dạ, chừng nào có anh thì mới thích đi du lịch với anh. Dạ, anh thì anh thích thể thao, chứ cái nữa giờ thích đi chơi với em. Đó, vậy đó, trời thương quá. Được, hay được nha. Dạ. Dù này được à. Anh ghen có một tí à. Đi đâu đi chơi với ai phải nói để biết lỡ đi ra ngoài đường hay khơi bị nào bắt cóc rồi sao được. Rồi đừng có nhắn tin liên lạc với người yêu cũ các kiểu, không được. Dạ, cái đó thì em không có à. Còn em ghen dữ không em? Dạ không ạ. Em thì em nghĩ là ai cũng có những cái mối quan hệ khác ngoài cái mối quan hệ yêu đương. Miễn là mình biết chừng mực là được rồi. Đúng rồi, nhưng mà phải rõ ràng. Dạ. Đúng rồi. Anh có lăng nhăng không ạ? Không, không có lăng nhăng lắm đâu. Không có lăng nhăng lắm hả? Nói chung là anh có lăng, nhưng mà nhăn cũng có. Nhưng lúc nào lăng là lăng, còn lúc nào nhăn là nhăn. Lăng phải cái là nhăn. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Anh với em cũng xem tuổi cũng lớn rồi. Coi được cuối năm cưới luôn em ơi. Coi được cuối năm cưới luôn em ơi. Rồi bây giờ cưới nhau rồi ở nhà ai? Hiện tại em đang ở nhà quận 9 á, thì được thì bạn gái về nhà em ở. Anh trai bước tới nắm tay em gái. Tay ca hát đi cho nó vui nè. Cho tay hát bài gì đó nắm tay. Vừa đẹp người phọt phiết đồ ngon lành. Cho anh xin nắm tay. Dạ. Nhìn cô gái hát. Tìm được người con gái thật dịu dàng dễ thương, với tóc đuôi dài như án mây phiêu bồng. Một người thật đầm thắm, một người chịu sẻ chia, biết lắng nghe lòng tôi những khi tôi buồn. Nhẹ nhàng vòng tay nàng ôm lấy tôi, ngàn lần buồn sao chợt tan. Em trái tim anh đã bị em cướp đi rồi, giờ em phải đền bù cho anh là để anh quan tâm chăm sóc em trong thời gian sắp tới. Dạ. Yeah. Trời ơi, rụng nụ luôn á, rụng nụ luôn. Kiểm tra con tim của mình xem thật sự nó rung động chưa các bạn. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay. Bây giờ bắt đầu chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Rồi nói vài lời với bác đi. Dạ bác ơi, cho con xin phép được quan tâm chăm sóc lo lắng cho em. Rồi em gái nói gì với... Thiệt luôn á. Dạ lòng... chào bác ạ. Con cảm ơn bác đã sinh ra một nửa mà con đang tìm kiếm. Dạ thưa mẹ đi. Mẹ hay má. Dạ thưa mẹ. Trời. Đó. Bên đây nè, không lẽ mình thua. Thưa mẹ. Thôi. Và bây giờ là cái hôn đầu tiên nè. Dạ xin phép mẹ cho con hôn vợ con một cái. Dễ thương. Cho
Rồi, và đây là những món quà của chương trình gửi tặng cho các bạn. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện Robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, Robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.